the healing ministry that's the impartation now có những người trong anh chị em đứng trong chức vụ của sự uh, sự uh, chữa, chữa lành thì có sự truyền tải sức dầu của Chúa đến cho đời sống anh chị em ngay bây giờ Those of you are in the or you desire to be in the healing ministry uh, một là quý vị anh chị em đang ở trong chức vụ chữa lành hoặc là quý vị giao khác bận ở trong chức vụ chữa lành thì anh chị em có thể giơ tay lên để nhận lấy sự sức dầu Chúa đến cho đời sống của mình ngay bây giờ did this anointing The doors will be open for you for healing, anh em. À, nên là giờ khi mà sự sức dầu của Chúa đến trên đời sống anh chị em, thì Chúa cũng mở cửa ra cho anh chị em để đi ra để phục vụ để đem sự chữa lành để cho người những người khác nữa. Father, let the healing anointing come upon those who are in this ministry and those who are about to do this ministry. Là Chúa cầu nguyện để có sự sức dầu của Chúa được khai phóng trên đời sống anh chị em con là những người đang ở trong chức vụ chữa lành và những người đang trong tương lai sẽ đứng trong chức vụ chữa lành. Receive it in the name of Jesus Christ. Anh chị em phải nhận lãnh điều này nhờ danh Đức Chúa Jesus Christ. More is coming, Hallelujah. Nhiều hơn nữa đang tu độ trên đời sống anh chị em. Some of you will be also healing them of the minds. Một số người trong anh chị em Chúa dùng anh chị em để chữa lành về phương diện là, là tâm trí người khác chữa lành giống như là bệnh thần kinh hay là những chứng bệnh về tâm lý đó or so called incurable diseases some of you were able to do that hallelujah à, uh, và, uh, có những cái chứng bệnh được gọi là chứng bệnh nan y á, thì quý ông bà anh chị em được Chúa dùng để đem sự chữa lành đến cho những người đó nữa more is coming hallelujah nhiều hơn nữa những điều này tu đổi cho đời soi anh receive it receive it hallelujah hãy nhận lấy hãy nhận lấy điều đó amen 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 praise God Lạy khen Chúa Let's go back to the teaching now. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với loạt bài dạy của chúng ta.

Về cơ bản mà nói thì trong uh, hai ngày qua thì chúng ta đã nhấn mạnh đến đó là chúng ta không tiếc sự sống mình cho đến chết. And like I mentioned, as you say, uh, not living your own life, not as you will die as a martyr. Và như tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em trong suốt hai ngày qua đó là liên quan đến việc không tiếc sự sống mình cho đến chết. Điều đó không có nhất thiết là tất cả chúng ta đều phải là chết như những người bị tử vì đạo, vì có đức tin của mình đâu. Basically, surrendering your will to do, to God's will to do His will về cơ bản mà nói đó là mình đầu phục cái ý muốn của mình để thuận phục dưới ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Yeah, this, this is a challenge to the disciple of God. Đây là một thách thức dành cho tất cả mọi người muốn làm môn đồ thật của Chúa Jesus Christ. Like I mentioned earlier, the after the, the after Peter discover who Christ is, there is a change in the Lord Jesus Christ teaching. Và tôi cũng muốn trên nhận ra được rằng là sau khi mà Phi-rơ nhận ra sự mặc khải uh, để nhận biết là Chúa giê Christ là ai thì lúc đó từ đó trở về sau thì có sự thay đổi ở trong cái cách mà Chúa Giêsu giảng dạy. The early teaching talk about how do we live godly and holy lives? Uh, trước đó thì Chúa giê nhấn mạnh nhiều đến việc là giảng dạy làm thế nào để sống một đời sống tinh kính, đẹp lòng Đức Chúa Trời, để sống thánh khiết ra làm sao. Amen. To be holy is holy. This is a part of our walk. We've got part of our Christian life. Uh, nên, nên thánh như chính Chúa là đấng thánh đó là một phần ở trong bước đường cơ đốc của chúng ta chúng ta đi theo Chúa chúng ta cần phải càng ngày càng trở nên giống như Chúa. And I must say it's also challenging. Uh, à, tôi có thể nói như thế này đó cũng là một thách thức cho tất cả chúng ta đó. It's not easy to live that kind of holy life. Thật ra là để sống một đời sống mà thánh khiết theo tiêu chuẩn của Chúa thì đó cũng không phải là dễ đâu. When somebody asks you to walk one mile, you walk two miles with him carrying the load. Yeah, à, như là Chúa Giêsu nói là ai bắt các con đi một dặm với họ, thì các con phải luôn đi luôn hai dặm với họ. Mà đi thì đây là đi sách đồ của họ đó chứ không phải là đi mà đi đi, đi tay không đâu. This is a, really is a demand from the Lord as to live how to live right before His eyes. À, nên đây là một cái đòi hỏi từ nơi Chúa dành cho những cái người mà muốn sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa đó là phải sống như vậy. But after after the confession of Peter, you are Christ, the Son uh, of God, then the Lord started to change his message. Và sau khi mà Phi-rơ đã có nhận sự mặc khải và ông đã công bố rằng ngài là Đấng Christ, là con của trời hàng sống, thì ở trong lời lối giảng dạy của Chúa Giêsu có sự thay đổi. The message even now become stronger and more challenging. Và bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy có một cái sự gồm uh, nhấn mạnh mạnh mẽ hơn và đầy thách thức hơn. Now I'm telling you that you're supposed to be disciple now. That is a, a challenge. Are you be prepared to take up the cross and follow him? Rồi uh, và bây giờ Chúa Giêsu đưa ra lời uh, giảng dạy đầy thách thức là bây giờ uh, ngươi là muốn là muốn đồ của ta, ngươi có sẵn sàng để đi theo ta và vác thập tự giá mình mỗi ngày đi theo ta hay không? If you want to come after me or to follow me then you need to die. Die to your ambition, to die to your plan for your own life. Và bây giờ nếu như ngươi mà muốn uh, là muốn đột của ta thì ngươi có sẵn sàng để chết không? Chết với tham vọng ích kỷ của cá nhân, chết với lại những cái ý riêng, những cái uh, hoạch định riêng của đời sống của mình không? Are you prepared to go to the narrow way? Nobody is going but you are only one among the thousand walking to the narrow path. À, ngươi có sẵn sàng đi con đường hẹp không Bây giờ cho giàu xung quanh người không có ai chịu đi con đường hẹp hết Nhưng mà bây giờ chỉ một mình ngươi đơn độc đi con đường hẹp Ngươi có sẵn sàng đi con đường hẹp của Chúa hay không Are you prepared to be ridiculed by people People say behind your back in front of you à, Ngươi có sẵn sàng để người ta có thể lấy mình ra làm uh, trò cho đùa hay là miệt thị mình uh, người ta nói những cái lời gọi là nói nó xấu sau lưng mình hoặc là người ta chế nhạo trước mặt mình hay không và bây giờ chúng ta nhớ được rằng chính môn đồ thật của Chúa là những người uh, sẽ làm việc Chúa Giêsu làm và là việc lớn hơn nữa. Đó là điều chúng ta nói với nhau ngày hôm qua. You might you are prepared even now to uh, step out in faith to do the thing that you cannot imagine you can do. Yeah. Và bây giờ Chúa hỏi là ngươi có dám bước ra bởi đức tin làm những cái điều mà tự ngươi không bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ làm những điều đó hay không? Yeah, you become a people of faith now. Yeah, ngươi có sẵn sàng để làm người của đức tin ngay bây giờ hay không? Yeah, recently I met a couple. This man is about 70, the wife I don't know maybe mid 60s. Uh, thì mới đây tôi có gặp gặp một cặp vợ chồng thì uh, họ là, uh, ông chồng thì khoảng là 70 tuổi rồi, còn người vợ tôi không chắc có thể là khoảng uh, 65 tuổi gì đó, khoảng cỡ uh, cỡ đó. I can see financially they are well off. Uh, khi mà tôi nhìn thì tôi thấy được rằng là họ cũng sung túc về phương diện uh, tài chính vật chất. They, they told me, they Nhưng mà họ nói với tôi rằng là họ cũng còn sợ họ không dám hỏi Chúa rằng là là Chúa ngài muốn con làm gì. they are afraid but the Lord will tell them what to do. Uh, bởi vì họ sợ lỡ Chúa nói họ Chúa phán với họ làm cái gì đó mà họ không muốn làm sao. Yeah. So they not prepared to take up the cross and follow the Lord thành ra là họ cũng sợ uh, không có dám uh, đi theo Chúa và thập tự giá từ bỏ chính mình đi và đi theo Chúa. So the next, I don't know how many years they will live until under the Lord meet the Lord face to face. They will live maybe another 30 years, another 20 years. But that means they are not prepared to live out the life to follow the Lord to take up the cross. Vì tôi không biết chắc là họ còn sống được thêm bao nhiêu năm nữa bây giờ cho ví cho họ nói là sống thêm mỗi người ít nhất là 20 năm rồi 30 năm nữa đi sống cho đến khi mà Chúa Jesus Christ quay trở lại luôn đi trở hạn đi thì bây giờ từ đây cho tới lúc đó mình họ sống kiểu đó là rõ ràng là họ vẫn chưa sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu vẫn không có chịu vách thập tự giá mình mỗi ngày đi theo Chúa rồi so what they want is life as per normal bởi vì cuộc sống của họ mà mong họ mong đợi là sống sao cho nó bình ổn sống sao cho nó yên ổn là được rồi they, then they will be living what I call the normal life. Nó <laughs> à, nghĩa là, nghĩ là họ họ mong đợi là sống làm sao cho nó yên ổn, cho nó an ổn, nó không có biến động gì. Đó là điều họ mong đợi thôi, sống bình thường. Go, go to church every Sunday, à. maybe every two weeks attend a cell group, uh, a, cell group. That's all. Ờ, à, ví dụ như là chủ nhật thì đi lễ nhà thờ nè rồi uh, một hai tuần lần thì đi um, nhóm nhóm tế bào hay là nhóm nhỏ gì đó. So can they take the land? Vậy thì những người như vậy có thể chiếm được sứ hứa của Chúa ban cho mình không? Can they what God for their những người như vậy có thể hoàn tất được kế hoạch của Chúa dành cho đời sống mình hay không? Amen. They will not be able to do so because they are not prepared to do what the Lord wants them to do. Họ không có thể nào làm điều đó được là bởi vì họ không có sẵn lòng để làm theo những gì mà Chúa truyền cho họ phải làm. Amen. So this is not take up the cross, deny yourself and follow him. Vậy thì như vậy thì đó không phải là từ bỏ mình đi rồi mỗi ngày bắt tập từ giá mình mà đi theo Chúa. They may be afraid the Lord to sell your house and give it to the kingdom. Uh, họ cũng sợ lỡ Chúa phá với họ là con hãy bán nhà con đi rồi lấy hết số tiền bán nhà uh, dân và trong vương quốc của trời. Họ cũng sợ chuyện đó chứ. Are you prepared to do that if the Lord asks you? Bây giờ về phần anh chị em nè Nếu mà chú truyền cho anh chị em như vậy Chú phán với anh chị em như vậy Anh chị em có chịu làm không? Sẵn sàng làm không? Hallelujah If you're not Hallelujah. prepared that You go to heaven Your house may not be a mansion That you are dreaming of mà nếu anh chị em mà không có chịu làm như vậy Khi anh chị em có lên thiên đàng nữa chăng nữa Thì chỗ anh chị em trên thiên đàng Cũng chưa chắc được như là tòa lâu đài Như là anh chị em mơ ước đâu đó à, Nghĩa là gì chỉ là lâu đài cát thôi chứ còn, không có được lâu đài đẹp thiệt đâu you will not have a mansion in heaven nên nếu như mà mình mà không có sẵn sàng vâng lời Chúa thì mình chắc chắn là lên thiên đàng là không có nhà cao cửa rộng hay là lâu đài đâu Let correct the, word mansion in heaven. Nếu như mà gọi là dịch cho chính xác Uh, dịch theo cái kiểu là trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở đó thì có một số bản dịch là, là trong nhà cha ta có nhiều lâu đài thì có những cái sự giảng dạy ngày nay nói rằng là ở trên thiên đàng có những cái lâu đài uh, dành cho anh chị em uh, được uh, lấy ra từ câu kinh thánh là chúa Giêsu nói trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở đó là nhiều lâu đài đó They were just based on one English translation, which translated this rooms into a mansion, and they all a mansion. Uh, thì uh, có một bản dịch dịch là lâu đài, còn các bản dịch khác thì có gọi là có nhiều chỗ ở, nhưng mà có một số người thì họ chỉ thích cái bản dịch uh, trong nhà cha ta có nhiều lâu đài, nên thì họ cứ thích cái bản dịch là có lâu đài thôi, họ không chịu là chỗ ở, họ không thích thích lâu đài. I can imagine. So do not live on the hope you give a little house here, you get a mansion. Don't live in the home. Uh, đấy, nhiều khi là anh chị em cứ hy vọng kiểu đó. Uh, bây giờ nhà mình ở dưới đất này nhà cấp 4 rồi nhà thấy cũng thiếu tiện nghi quá. Uh, mà thôi uh, tương lai dù sao cũng an ủi lên thiên đàng có lâu đài để ở. Nhưng mà không chịu làm theo ý Chúa thì cũng chẳng có lâu đài đâu. But when you go to heaven, you be surprised to find one room, not a mansion. Thành ra bây giờ đó thì ở dưới đất thì mơ có lâu đài nhưng mà lên thiên đàng thì không được lâu đài nhà có một phòng duy nhất thôi nhiều người thất vọng nữa thành ra quan trọng là phải làm theo ý Chúa đi actually the right word is a room or a dwelling place thì thật ra cái từ ngữ chính xác đó là thay vì dịch là chữ lâu đài thì dịch chính xác là chữ chỗ ở hay là nơi cư trú đó thì dịch chính xác hơn là chữ lâu đài Amen. When you so, but let me tell you, when you go to heaven, even the one room is better than your ten rooms house today. Nhưng mà tôi nói cho em biết là ngay cả khi lên, lên thiên đàng đi trên thiên đàng mà nhà anh chị em chỉ có một phòng duy nhất thì một phòng của Chúa ban cho trên thiên đàng nó vẫn đẹp hơn tốt hơn rất là nhiều so với căn nhà 10 phòng mà anh chị em có dưới đất này. I told you before Abraham is called the friend of God. Bây giờ tôi nói anh em điều này là đó là Abraham được Chúa gọi là bạn hữu của Đức Chúa trời. He was yeah, the beloved friend of God. Tôi gọi là bạn yêu dấu của Đức Chúa trời. There are many friends in the Bible, but Abraham got the highest level of God, the Ahab of God. Thì uh, trong kinh thánh đó có rất nhiều người có được vinh dự Chúa gọi là bạn của Chúa, nhưng mà riêng Abraham đó là bạn gọi là bạn thân, bạn gọi là bạn yêu thương, bạn uh, gọi là Ahab á, uh, bạn là được yêu dấu của Chúa he was called a friend of God because he was prepared to leave behind a 10 room mansion in Ur to go to live in the tent. Uh, Abraham được gọi là bạn yêu dấu của Chúa đó là bởi vì ông Abraham này là ông sẵn sàng ông từ bỏ cái căn nhà của ông Ur mà vào thời đó là nhà ở Ur là trung bình là khoảng 10 phòng đó thì ông sẽ sẽ từ bỏ căn nhà 10 phòng ở tại xứ Ur đó để đi theo Chúa và để đi theo Chúa như vậy thì ông phải ở trong lều trại. An average house in Ur has got 10 rooms, so Abraham be a rich man, maybe he got more. Yeah. Bây giờ một, một cái nhà trung bình ở bên xứ Ur đó là cỡ 10 phòng, mà Abraham là lúc đó ở xứ Ur ông là gọi là đại gia rồi, ông là giàu có rồi, thành ra nhà của ông thì tính ra là hơn 10 phòng. So he was prepared to leave all behind to live in a life of tents. <laughs> rằng ông sẵn sàng rời bỏ tất cả những thứ những thứ đó lại lần sau để rồi ông sống ở trong lều trại từ nơi này qua nơi khác. That's why he was called the friend of God, he was called the father of faith. Ờ à, nên bởi đó cái thánh có nói rằng là Abraham là trở thành bản thử của Chúa và ông trở thành cha của đức tin. So in order to really to be a friend of God, are you prepared to leave behind your mansion and go live a life of ten? Thành ra bây giờ để anh chị được gọi là bạn hữu của Chúa Bây giờ tôi muốn hỏi thật lòng anh chị em là Anh sẽ, sẽ, sẵn sàng để từ bỏ căn nhà anh chị em đang ở Để mình sống một đời sống là như Abraham đó Nhiều khi là mình cũng phải rầy đây mấy đó à, Lúc ở nơi này lúc ở nơi kia à, Giống như là gọi là giống như du mục đó Giống như là sống ở trong lều vậy đó Amen. Many people talk about the prosperity of Abraham. They forget to talk about the the trial of Abraham. Có nhiều người ngày hôm nay họ nhấn mạnh nhiều về sự thịnh vượng của Abraham, nhưng mà họ quên họ không có nhấn mạnh đến những cái thử thách mà Abraham phải đối diện trong đời sống của ông. You remember he left behind a comfort zone called Earl of Chadia. Và chúng ta cần phải nhớ là Abraham đã đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Cái vùng an toàn của Abraham là ở tại xứ Ur ở tại Canh Đê. And because it was not He was, the, he was being trained in his faith. That's why the first stop he, he, didn't, he didn't all the way by faith with the Lord. The first stop he brought his father and brought his nephew to join him in a place called Haran. Thì, bởi vì Abraham đã trong quá trình được đào tạo được huấn luyện và phương diện đức tin nên nó thì uh, ở cái bước đường bước bước đầu ông Abraham đi theo Chúa thì ông cũng đem theo cha ruột của mình, Thare cũng như là đem theo đứa cháu của mình là Lot đi theo đó nghĩa là ông vâng lời chúa cũng chưa phải là vâng lời tuyệt đối lúc ban đầu vì ông đang ở trong quá trình được huấn luyện he did not hundred percent obey God nghĩa là ông vẫn chưa có vâng lời chúa một trăm phần trăm amen so when you want answer God's call it can be a process thành ra khi anh chị em đáp ứng hưởng ứng lại với sự kêu gọi của chúa và gia đình sống của mình nhiều khi đó là một cái quá trình đó Abraham was very clearly told by God he had to leave all his his country, his family, all to leave to go on the land of adventure faith. Thành ra chúng ta thấy được Abraham đã được Chúa truyền cho ông là ông phải từ bỏ tất cả từ nơi là uh, quê hương xứ sở, là gia đình, bà con thân thuộc là và ông bắt đầu đi với Chúa đó một cái chuyến hành trình một cuộc phiêu lưu của đức tin. So he did leave behind something like his comfort zone in earth where all his connections are there, all his business dealing are there. Thật ra rõ ràng là Abraham có rời ra khỏi cái vùng an toàn của mình Có nghĩa là ông ra khỏi quê hương xuất sở của ông Nghĩa là ông đi phải rời khỏi những cái nơi mà Ông có những cái mối quan hệ Những sự quen biết trong công việc làm ăn kinh doanh của mình Để ông đi đến cái nơi mà Chúa ban cho ông He was taken up by faith I must say this to you He's a man of faith Và Ông làm điều đó bởi đức tin Nên tôi có thể nói anh chị em rằng là Abraham là con người của đức tin là như vậy I was he's not prepared to leave his father behind. Nhưng mà ông vẫn không có sẵn sàng để để cha của mình lại phía đằng sau, sau uh, ở lại Ur uh, đó. for among the if you are charismatic Christian, you know the term called so tied, he so tied with the father was very strong, therefore he brought his father along. Yeah. thì những người ân tứ thường hay nói về vấn đề là so tied á nghĩa là những ràng buộc về phương diện tâm hồn đó. Đó, mình phải cắt đứt ràng buộc tâm hồn á, đó. đó. Thì uh, đối với Abraham nó có một sự ràng buộc về phương diện tâm hồn với là ông cha của mình ờ, giữa cha con là lúc nào cũng quấn quýt bên nhau ở bên cạnh nhau chứ không có thể rời xa nhau được. Yeah, talking about so tight, this is something that can hinder many, of us. À, liên quan đến ràng buộc về phương diện tâm hồn đó, đó cũng là một cái điều mà nó cũng làm ngăn trở nhiều người giữa vòng chúng ta đó anh chị em. I'm not asking you not to honor your parents. Không? Tôi cũng không, không có nói anh chị em là đừng có hiếu thảo, đừng có tôn kính cha mẹ mình. À, tôi and không not, có dạy vậy đâu nha. Not to love your wife as you, as loved the tôi có không anh chị em là đừng có yêu vợ mình như là đấng Christ yêu hội thánh đâu nha. Tôi không xuống anh chị em bỏ vợ vậy đâu nha. but certain time in your life you need to make a decision. Nhưng mà vào những cái thời điểm nhất định ở trong đời sống của mình mình phải đưa ra cái quyết định. Is you or your it is God or your family members. À, có nghĩa là mình chọn Chúa hay là mình chọn những thành viên trong gia đình của mình. Because if bởi vì nếu như cái ràng buộc về phương diện tâm hồn nó quá mãnh liệt đi thì nhiều khi nó ngăn trở đời sống của mình Cho cái bước đường đi theo Chúa của mình và mình không thể nào hoàn tất được uh, kế hoạch Chúa về cho đời sống của mình đâu I want this is uh, this is coming from the Lord now Hallelujah. Bây giờ, bây giờ điều này là điều đang đến từ Chúa là Chúa đang bày tỏ như vào anh chị em đây nè có những thời điểm trong đời sống của mình, Chúa lại chuyên lệnh cho chúng em rất là rõ ràng đó là anh chị phải cắt đi những cái ràng buộc về phương diện tâm hồn đối với những thành viên trong gia đình của mình. Và nhiều khi mình phải đưa ra những cái quyết định mà nó mang tính người khác nhìn vào nó mang tính rất là quyết liệt và thậm chí là người ta nhìn mình như là một người cực đoan quá khích vậy đó. You, you understand the moment he started to live, he started to bring his father and nephew. Uh, anh nhớ là khi mà Abraham đem theo cha của mình cũng như là đem theo cháu của mình đó. Because he was not prepared to let go his soul tie. Uh, là bởi vì Abraham không có sẵn sàng để còn là để qua một bên những cái ràng buộc uh, về phương gì tâm hồn đó. He left behind his source of money. No more Ông business sẵn... contact. Yeah ông sẵn sàng gạt để lại phía đằng sau lưng ông những cái gọi là cái nguồn lực về tài chính à, nghĩa là bây giờ Abraham mà lúc ở xứ Ura là ông có làm ăn kinh doanh mà nên là ông có mối quan hệ quen biết rồi bạn hàng các thứ thì ông ra khỏi xứ Ura có nghĩa là ông à, từ bỏ những cái mối làm ăn của mình. thì ông gọi là để qua một bên những cái vấn đề tài chính tiền bạc qua một bên and he left behind uh, his twenty room house maybe rồi ông sẵn sàng ông bỏ qua bên căn nhà có thể là người khác 10 phòng thì nhà của Abraham 20 phòng ông sẵn sàng bỏ gạt qua me một me bên me là chăn êm đẹp ấm qua một bên. Let me mention this point. All of Chouda was a sophisticated city in the time of Abraham. Thì tôi muốn chia sẻ cho em điều này đó là cái xứ Ur hay là cái cái vùng Ur xứ Canh Đê đó là một cái thành phố mà nó rất là gọi là sung túc vào thời đó và thế giới và thời đó có nghĩa là thành phố hạng sang đó ở vào thời đó. home Và mỗi căn nhà như vậy ở bên xứ Ur thời đó đó là hai tầng, nhà hai lầu. They even have a ở tại đó cũng có uh, thư viện công cộng nữa. Nghĩa là nó, nó, văn minh đến mức độ là có thư viện công cộng cho người dân rồi đi đọc sách nữa. Have a public library means you have certain culture, literature, literature and culture uh, in, in the society. Khi mà ở một cái vùng nào mà gọi là có thư viện công cộng như vậy Điều đó có nghĩa là họ có cái nền văn hóa Họ có cái gọi là những cái yếu tố về văn chương uh, Đó thì đó là cái nơi là, là cái nơi văn minh Thì họ mới có những cái thứ đó That was the place where Abraham make his money đó uh, vậy đó cũng là cái nơi Abraham sinh sống và ông gọi là uh, làm ra của cải có tiền có của. But he was prepared to leave all this behind. Nhưng mà ông sẵn sàng để để tất cả những thứ đó lại phía đằng sau lưng mình. nhưng mà rồi uh, Abraham dâu rằng là gạt bỏ tất cả những điều đó lại phía đằng sau nhưng mà cá nhân của ông vẫn còn rất là kháng kít đối với cha của mình. We don't understand why he was so in love with Lord. It could be so tight. It could be also lot. Could be potential air. Eh. Ừ. Chúng ta cũng không biết lý do vì sao Abraham lại quá gọi là gần gũi với lại lot như vậy. Có thể là thứ nhất là có vấn đề về sự uh, gọi là những cái sự ràng buộc về phương vị tâm hồn hoặc là một cái phôi gì khác là Abraham thấy lot giống như là một cái người nối giỏi mình bởi vì cha của lot đã qua đời rồi và Abraham xem lot như là con là người nối giỏi của mình. So you understand? So the far, the the tie with the father was cut when the father died in Chap Haran. Yeah. Và rồi cái ràng buộc giữa Abraham với là Thare đó được cắt bỏ khỏi lúc mà Thare qua đời ở tại Charan. So they move on to this promised land now. Rồi bây giờ sau khi Thare qua đời rồi Abraham mới tiến lên phía trước và tiến về phía xứ hứa mà Chúa ban cho ông. You see this person called Lot following him. Và rồi sau chúng ta thấy được là lúc đó vẫn còn có Lot đi theo Abraham. What happened to this man Lot? Bây giờ điều gì sẽ ra cho ông Lot về sau nãy? It could be a potential air, and therefore they're so tied. Ờ, uh, thì có thể Abraham nhìn thấy Lot giống như là đứa đứa con của mình nối giỏi hay là thừa hưởng uh, gia tài mình để lại nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có sự ràng buộc và phu gì tâm hồn giữa Abraham với Lot. And because of the circumstances that they, the, 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 the the workers the workers of uh, abraham and lot they were fighting for pasture they were fighting for water therefore they had to be separated Ở vì có cái hoàn cảnh lúc đó nên là những cái dân công làm việc cho abraham và dân công làm việc cho lot á hai bên có sự đấu đá nội bộ với nhau ờ uh, liên quan đến đồng cỏ nè liên quan đến cái nguồn nước là cho súc vật ăn rồi uống đó nên bởi cái đó để abraham và lot phải phân rẽ nhau uh, để không có uh, chung đụng với nhau nữa. So you, I can see now Abraham is growing more and more in obedience to the Lord in the call of God. Nên từ đó tôi thấy được là, là Abraham càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa ở trong cái bước đường ông dẫn thân theo sự kêu gọi của Chúa và ông càng ngày càng trưởng thành trong Chúa hơn. So we can see in Genesis chapter 22 when the Lord tested Abraham to to burn his son Uh, to, yeah. to offer the burnt offering. The soul tie Abraham has to cut. Ừ. Rồi, rồi chúng ta thấy rồi qua sách ký chương số 22 thì Chúa truyền cho Abraham lúc này là phải dâng đứa con yêu dấu của mình là Isaac làm tới lễ thiêu lớn cho Chúa thì lúc này Abraham sẵn sàng để cái sự ràng buộc và phương diện tâm hồn giữa mình với lại đứa con trai yêu dấu của mình bị cắt khỏi bị gọi là chặt đứt. So what the Lord is speaking now is very clear. Nên những gì mà Chúa đang phán với chúng ta ngay bây giờ là rất là rõ ràng. You may have a call from God, a great call from God. Có thể anh chị em hiện đang có sự kêu gọi rất là cao cả, sự kêu gọi rất là lớn lao Chúa cho đời sống anh chị em. You still allow your soul tie to bind you to your uh, loved ones, then you cannot move from God mà nếu anh tre vẫn để cái sự ràng buộc ở phương diện tấm hồn của mình vẫn quá gọi là buộc chặt anh em với lại người thân yêu xung quanh mình như vậy thì nhiều khi cái điều đó giữ chân anh em để anh em không thể nào dấn thân để tiến lên phía trước cho Chúa. Yeah, I'm not asking you to divorce your wife and disinherit your children. No, no, you you to do, do it in the spirit you believe and you say God, you comfort my family after that. Yeah tôi không có nói anh chị bây giờ sau cái giờ ngày hôm nay là bắt đầu uh, đâm đơn ly dị vợ hay là là chúc quỳ thừa kế của đứa con của mình tôi không có nói anh chị là như vậy nhưng mà tôi đang nói anh chị là điều này mang tính thuộc linh anh chị em nói với chúa lại chúa ngài phải là số một ngài là phải là quan trọng hàng đầu trên đời sống của con còn gia đình của con là hàng thứ tiếp thứ yếu không thể nào cạnh tranh được đối với chúa Amen, are you prepared to cut your soul tie so that you're able to move on what the Lord has for your life? This is so dying to yourself, dying to your ambition. Đó à, ra anh chị về phần của mình anh chị có thể cắt đi sẵn sàng để cắt đi những cái ràng buộc của mình đối với những người thân yêu trong gia đình của mình hay không? À, đó cũng là một cái phần liên quan đến việc là mình tự chết đi, làm chết đi với chính mình đó để rồi mình vác thập tự giá và đi theo Chúa Giêsu. Amen. Amen. Nó là lời đến từ Chúa đó anh chị em yêu dấu của tôi Amen. So if you are, if you are hearing what the Spirit is speaking, then we make a prayer today now. một anh em lắng nghe được lời Thánh Linh Chúa phán và chấp nhận ra lời là dành cho cá nhân của mình thì chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa đáp ứng lại điều đó với Chúa ngày hôm nay. Bây giờ. You don't have, to, don't have to do reaction. You do with the Lord personally now. Anh chị không cần phải dơ tay reaction màu vàng lên đầu. Anh chị em làm điều này mà tính cá dân giữa anh chị em với Chúa ngay bây giờ Anh chị cần thưa với Chúa là thưa Chúa Con nghe rõ tiếng phán của Chúa dành cho con ngày hôm nay I'm prepared to cut all soul ties. con sẵn sàng, sẵn lòng để cắt bỏ những cái ràng buộc về phương diện tâm hồn. Amen. làm you do that, then that is a freedom now ở khi anh chị em làm điều đó thì có sự tự do trên đời sống của anh chị em. You will still continue to love your wife, you continue to love your husband and your children. Thực chí anh chị em vẫn phải yêu thương vợ mình, yêu thương chồng mình. Anh chị em vẫn phải yêu thương con cái của mình. This is what we call now take up a cross, deny yourself and follow him. Mà ở đây chúng ta đang nói đến cái yếu tố là mình trở thành môn đồ thật của Chúa Giêsu, mình phải tự bỏ mình đi và mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa Giêsu. Man, let's have a few minutes of pause and you, you talk to the Lord yourself. Bây giờ chúng ta uh, tạm ngừng, tôi sẽ không nói trong một khoảng thời gian và anh chị em có thời gian cá nhân giữa anh chị em thưa chuyện với Chúa lúc này. And you can do it, actually you can do it, you can verbalize it using the name, for example, you have a, a, a your wife, you can mention her by name or you can mention by wife or husband and your children, you name them and you cut the tie. Yeah tôi nghĩ là bây giờ giữa cá nhân anh chị với Chúa thôi anh chị không cần phải giơ tay reaction lên Cá nhân anh chị em nói với Chúa rằng là bây giờ con trình uh, dân anh chị có thể nói là vợ con hay là chồng con uh, con của con anh chị nêu tên của họ ra đó uh, chồng mình tên gì vợ mình tên gì con mình tên gì mình trình dân ra với Chúa và mình nói với Chúa rằng là con sẵn sàng cắt đứt cái ràng buộc về phương diện tâm hồn uh, để, uh, khiến con không thể nào tiến lên uh, cái thành môn đồ của Chúa đó đó thì mình nói điều này giữa mình với Chúa nhớ rằng là mình vẫn yêu vợ yêu chồng của mình uh, yêu con của mình nhưng mà mình cắt đứt cái ràng buộc đó những cái điều gì ngăn trở mình trong bước đường mình uh, bước đi theo Chúa yeah, thành ra anh chị em có vài phút để làm điều đó đây là điều mà tính cá nhân giữa anh chị em với Chúa Provided you want to do it, it's up to you and yourself. You decide to do it. Uh, nhớ rằng là điều mà tính cá nhân giữa anh chị em. Anh chị em quyết định, điều đó là tính cá nhân, đó là sự chọn lựa cá nhân. Lạy Chúa, Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Lạy Chúa, có bất cứ ai cho anh chị em con vẫn còn tranh chiến ở trong lĩnh vực này, Chúa giúp đỡ anh chị em con. Because to to love you with all heart all soul all mind that you have no one before you, no idol before you và để chúng con có thể yêu Chúa với cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn, tất cả sức lực của chúng con và không có bất cứ ai có thể uh, có thứ tự ưu tiên trước Chúa hay là không có bất cứ thần tượng nào uh, trên đời sau chúng con và chúng con thờ phượng một mình Chúa mà thôi Amen Amen God oh, yes yeah. This is unexpected as I'm concerned nà cái điều này tôi cũng không có uh, dự định để chia sẻ cho anh chị em lúc đầu. Because it's not part of my. <laughs> so Tai hasn't I never come across for long long time. Lâu lắm rồi tôi không có bàn gì đến cái chuyện mà ràng buộc về phương diện tâm hồn, tôi không có đề cập đến điều đó đã từ rất lâu rồi. Amen. And those of you who are teaching and preaching ministry, you unless you read from show your... what well, you plan to preach and teach otherwise if Allah allow her to move, then you must listen to what you are speaking because it could be a word from the Holy Spirit. À, thơm, uh, và then, um, uh, khi chị em là công tác giảng dạy như vậy đó, ngoại trừ cái việc bạn chị em mà giảng dạy theo cái kiểu là soạn bài giảng sao, đọc y chang như vậy đó, thì không nói nhưng mà nếu như mà anh chị em mà không có đi theo cái trường phái đó đó, thì nhiều khi anh chị em cũng cần phải nghe những gì mình nói, đó là và bắt đầu nhận ra là, ồ, có những cái ý tưởng mà thánh linh của Chúa muốn mình nói ra lúc đó mình nó không có được chuẩn bị, không có dự định nói lúc trước từ trước. Amen. That's how we should be moving with the Holy Spirit. À, nên đó là cái cách mà chúng ta bởi đó là chuyển động hay là cùng làm việc với Đức Thánh Linh của Chúa. Whatever he calls to mind when he speaks, you'd be sensitive then you're able to catch. Then you see what else you want to do. Nó à, bất cứ điều gì và nó bất chợt đối với tâm trí của mình thì mình cũng cần phải lưu ý xem uh, để rồi uh, có thể đó là tín hiệu, đó là cái sự bày tỏ của Thánh Linh Chúa. Uh, mình cũng phải biết cách để mình tiếp thu mình lãnh hội cái tín hiệu mà Chúa ngài gọi là uh, hướng dẫn mình để mình có thể đi theo cái dòng chảy của Thánh Linh của Chúa. We work very hard but when it comes to release the word it's up to the Lord. <laughs> uh, nhớ là chúng ta phải soạn bài thật là kỹ. À, nhưng mà khi mà tới cái giờ mà giảng rồi là mình cần phải nương theo thánh linh của Chúa, chứ đừng có ôm cái bài giảng mình kỹ quá. Trước cái giờ ăn trưa đó là tôi soạn bài cực lực soạn bài kỹ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy là hình như là không có cơ hội để chia sẻ những gì mình đã soạn trước giờ mình ăn trưa rồi. Amen. So we, we don't, we work very hard. When it comes to time, to, the Lord's time is up to Him. Yeah. Rồi mình phải làm việc siêng thôi, mình phải làm việc chăm chỉ, siêng năng, à, soạn bài cũng phải soạn bài cho nó đàng hoàng, cho nó chỉnh chu. À, nhưng mà tới cái giờ phục vụ, tới cái giờ giảng dạy rồi đó là mình phải nương theo thánh linh của Chúa chứ mình đừng có giữ cái cái bài mình kỹ quá. So we learn something today. Hallelujah. So là cái mình cũng học học được một bài học đó là gì ràng buộc về phương diện tâm hồn Amen. connected with our loved ones. À, những cái ràng buộc những cái uh, sự kết chặt với lại những người thân yêu xung quanh mình Amen. Yeah, in fact, they were, I met somebody not too long ago. He, he was, I think, in the 70s. And he's waiting, hoping to get married to another lady. À. Thật ra cái đây không lâu tôi gặp một cái anh ông nọ uh, thì ông này trẻ hơn tôi, ông này 70 tuổi thôi. Uh, ông này uh, ông mong rằng là mình phải tái giá, bây uh, giờ 70 tuổi rồi nhưng mà vẫn uh, mong muốn là được tái giá. Well I I remember reading the Bible say sometimes better because when you get married there another concern for your spouse, right? So you no know time for the Lord. Ờ, uh, thật ra tôi đọc trong kinh thánh thì nhiều khi là ở một mình cũng tốt, uh, tốt hơn đó vì mình lấy vợ rồi thì mình cũng phải chăm sóc cho vợ mình thì nó cũng bận tâm lắm chứ nhiều yếu tố phân tâm lắm chứ đâu phải là dễ đâu thành ra mình cũng cần lưu ý chi tiết đó of course that the bible is very clear that Singlehood is a gift from god to be single is a gift from god thật ra kinh thánh cũng nói mà đó là mình ở độc thân được thì đó là món quà chúa ban cho chứ không phải ai cũng có thể ở độc thân đâu Not everyone is called to, to be single. À, không phải ai cũng được Chúa kêu gọi để ở độc thân cả đâu. But the certain people God keep them to be single for the service of the Lord. Với một số người đi Chúa gây uh, giữ người đó trong sự độc thân như vậy để họ có cái sự chuyên tâm trong sự hầu việc Chúa. But when you are 70 and Oh, why do you need to get married again? You will start all again. Uh, à, bây giờ mình 70 tuổi rồi, là gì tới tuổi là uh, thất thập gì đó. ở mà quý giờ còn nghĩ đến chuyện mà lập gia đình nữa làm cái gì? Uh, mình phải gọi là reset lại mọi thứ lại từ đầu, mình phải khởi động lại từ đầu cũng mệt lắm chứ bộ. bây giờ anh chị em lập gia đình rồi, anh chị em có kinh nghiệm anh chị em hiểu điều tôi nói nè rồi mình lấy vợ lấy chồng cũng mất một thời gian mình phải điều chỉnh bản thân của mình để thích nghi thích ứng với vợ với chồng mình chứ đâu có dễ gì đâu By the time you get married 70, by the time you get, I don't know, you're about to die. Bây giờ 70 tuổi rồi cũng là sắp về với Chúa rồi đó, và bây giờ còn nghĩ đến chuyện khởi động lại từ đầu nữa, cũng mệt. Amen. Yeah. Amen. So again, we talk about dying now, okay? And I talk about dying now, yeah. Rồi bây giờ mình nói chuyện sắp chết rồi, mình nói chuyện sắp về với Chúa rồi. I mentioned it, uh, not too long ago about in the church history, many people die as a martyr. Chứ tôi thì đề cập với anh chị em đó là trong uh, lịch sử của hội thánh á, là nhiều người bị chết hay là chịu chết vì cớ là bị tử vì đạo, á, bị chết vì có đức tin của mình ở Chúa. They die willingly, they prepared to face death in the name of the Lord. Thì những người này là sẵn lòng, sẵn sàng để chịu chết vì cớ danh của Chúa. And Và cái thời đó thì họ gặp nhiều thách thức lớn, là đặc biệt là thế giới ở tại thời đó là đa số là ở dưới cái quyền cai trị của đế chế La Mã. And the Roman, the Romans are very smart people. Mấy người La Mã là mấy người khôn lắm á. Họ vẫn cho phép mình tự do tín ngưỡng, có nghĩa là mình có cái tôn giáo tín ngưỡng gì thì mình cứ thực hành cái niềm tin của mình. But you have to also worship their God. Nhưng mà đồng thời cũng phải thờ lại cái thần của họ nữa. For some religion they can worship as many gods they want, no problem. À bây giờ ví dụ như các tôn giáo khác thì họ cho phép, ví dụ như là muốn thờ bao nhiêu thần thì thờ. Họ theo cái thuyết đa thần mà nên là không có giới hạn. But for Christian and for even the Jewish people they have a problem. Nhưng mà đối với Cơ đốc nhân và ngay cả đối với người Do Thái thì cái vấn đề này là một cái rắc rối lớn đối với họ. Uh, but the Jews were very strong and usually the Romans would them alone. Nhưng mà đối với người uh, Do Thái thì họ rất là kiên quyết ở trong niềm tin của họ nên là người La Mã quyết định thôi kệ mặc kệ cái dân Do Thái này. The Jews were prepared to fight just Bởi vì... to keep just to worship their God. Bởi vì đối với người Do Thái họ quyết liệt lắm Họ sẵn sàng để gọi chiến đấu Để uh, thò lại là chỉ thò lại một phần của họ thôi Có nghĩa là chỉ thò lại Jehovah qua đất của trời thôi so in Thì uh, trong cái uh, thời đó đó Thì uh, người ta nhìn nhận đánh giá về cơ đốc giáo Người ta nghĩ là à cái này cũng là một cái nhánh của do thái giáo Uh, nghĩa là họ nghĩ là như nhau thôi, đối với người La Mã họ nghĩ là giống nhau. So the Christians were quite safe because they have the umbrella of Judaism covering them, they don't have to uh, worship the emperor. Thì đối với thời đó thì Cơ đốc giáo đó họ cũng khá an toàn là bởi vì họ vẫn ở dưới cái dù của Do Thái giáo. Uh, nên những người La Mã thì nghĩ là ôi mấy cái người này cũng giống giống nhau thôi, nên thì họ không có động đến Cơ đốc nhân là bởi vì họ nghĩ rằng mấy người này chắc cũng giống giống Do Thái giáo vậy đó actually the Romans got many gods, but they also institute the Caesar as a god. Thì thật ra đối với người La Mã thì họ có nhiều vị thần khác nhau thờ lại, nhưng mà đồng thời họ cũng xem Caesar như là một vị thần nữa. So when they realize that the uh, Christians are no longer part of the Judaism, then what happened is that the Christians get persecuted. Nhưng mà rồi khi bên dân La Mã hay là người La Mã họ nhận ra rằng à mấy đứa cơ đốc này, cơ đốc nhân này nó, nó không phải là một phần của do thái giáo thì kể từ đó thì uh, đế chế La Mã bắt đầu bắt bớ cơ đốc nhân ngày càng khốc liệt. So they are supposed to follow other religion to worship Caesar, even uh, with their own God and Caesar also. Uh, Sai again please. Uh, even they uh, like other other religion, except the Judaism, they have to, they are forced now to worship Caesar. À, thì bây giờ đó thì uh, uh, bắt đầu đế chế là mã áp lực lên cơ đốc nhân là bây giờ đó cũng giống như những tôn giáo khác thôi thì ngoài việc là mấy người thờ lại thần của mấy người thì mấy người cũng phải thờ lại xa xa nữa và xem xa xa như là chúa như là một vị thần phải thờ lại So the Christian they won't do that. The real Christian they don't do that. They don't compromise. Và những cơ đốc nhân đích thực thì họ không có làm chuyện đó, họ không có thỏa hiệp, họ không có chấp nhận thờ lại xa So therefore they were persecuted, many of them were killed. Nên bởi cái đó nên là nhiều cái đốc dân bị giết và họ bị bắt bớ. And again another problem is that many of the Christians, some of them were Jew, but many of them were not Jew. They they were came from other religion. Và bên cạnh đó thì nhiều cái đốc dân vào thời đó đó là họ có xuất thân là người Do Thái. Nhưng mà nhiều cái đốc dân khác thì họ không có xuất thân là người Do Thái. Họ thuộc dân ngoại, tính Chúa và họ cái, cái xuất thân của họ là có nhiều cái niềm tin nhiều tín ngưỡng khác nhau trước khi họ tin Chúa Giêsu. So the many other religion they include the gods of uh, the business, for example, are gods of the um, farmer, gods of the uh, plumber. I mean, whatever the, that's occupation, that every occupation have their own gods to worship. Và bây giờ trong các tôn giáo khác nhau như vậy thì thông thường mà nói đó là À, mỗi một cái ngành nghề như vậy là họ có một cái vị thần riêng. À, tôi ví dụ đi, à, gần, gần giống như Việt Nam mình đó, ví dụ như họ làm nông thì uh, có thần nông. À, rồi uh, họ đi biển thì có cái thần đi biển, uh, thần biển gì đó. Đó. À, uh, đó thì mỗi một cái ngành nghề như vậy là họ có một cái vị thần riêng để họ thờ lại theo cái tôn giáo của những dân ngoại lúc đó. So when you don't worship this gods of those uh, association you are no business, you have no occupation. Và bây giờ nếu như mình là cơ đốc nhân mà mình không có chịu uh, thò lại cái thân, ví dụ như mình làm việc với một cái hợp tác xã hay là làm việc với một cái doanh nghiệp nào đó mà mình không có thò lại cái thân của cái hợp tác xã đó, cái doanh nghiệp đó thì cuối cùng là mình loại ra khỏi cái cộng đồng đó và mình không được làm ăn, mình không có được giao thiệp gì, giao thương gì với những cái người ở trong cộng đồng đó cả. So they cause them a lot of problem. They don't have food now. They cannot work anymore. Đó, bây giờ gặp rất nhiều rắc rối khi tin Chúa. Đó, bây giờ đó là gặp có thức ăn lương thực cũng khó khăn mà muốn có việc làm uh, kiếm kế sinh nhai cũng khó khăn nữa. So this was the time of the early church until the year 325 AD when the king became a Christian. Thành ra đó là cái tình cảnh mà cơ đốc dân vào thời đó rơi vào và kéo dài trong vài trăm năm cho đến năm 305 sau công nguyên. Lúc đó thì có một cái vị uh, hoàng đế là mã Caesar đó, ông này đã trở thành cơ đốc nhân, ông này tin Chúa. So there's some freedom to worship and in fact great freedom to worship. Nên bởi cơ đó ông này tin Chúa nên có sự tự do rất là lớn để rồi những người thời đó họ được thờ phụ Chúa. Yeah, but I want to understand, even after AD 325, the church was free, but corruption came to the church. Nhưng mà tôi cũng muốn cho em hiểu được rằng là cho dầu vào năm 305 sau công nguyên đó thì có sự tự do lớn uh, à, để thờ phượng Chúa. Nhưng mà uh, à, bên cạnh đó cũng có sự hư hỏng, sự bán ngoại nó cũng len lỏi vào trong hội thánh thôi đó. The church become institutionalized. Uh, à, bây giờ hội thánh nó trở thành một cái gọi là được uh, chính thức công nhận mình có thể gọi là có, có tư cách pháp dân one reason is to know they want to protect the word of God so they have certain system à, bây giờ khi mà họ à, như là một con có con gọi là hệ thống có bài bản như vậy đó à, để làm gì để họ muốn à, bảo vệ đâu là những cái à, những cái điều thuộc về cơ đốc giáo đó phải có hệ thống phải có bài bản để bảo vệ nên là phải có những cái gọi là quy chế rồi quy định Uh, rõ ràng giáo luật các thứ. But when you systemize, when you institutionalize, they cut away the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Nhưng mà khi mà hội thánh mà đưa vào quy chế quy củ rồi đó thì nó lại rơi vào vấn đề là, là loại bỏ những cái gì thuộc về đức thánh linh hay là những công tác đức thánh linh ơn tứ đức linh nó không có còn được công nhận nữa. Yeah, uh, once upon a time the church would totally depend on the Holy Spirit and His gift now suddenly <laughs> there's a change. Uh, trước đó thì hội thánh nó hoàn toàn phải nương dựa vào đức thánh linh nương dựa vào ân tứ tinh linh nhưng mà bây giờ khi mà vô quy chế vô quy cổ cũ uh, gọi là có nề nếp kiểu các thứ rồi thì lại loại bỏ đức thánh linh và ơn tứ Thánh linh ra khỏi hội thánh you understand so then again people who are not spirit filled not spirit led they come to the church and start to be the leaders nhưng mà bây giờ những cái người rơi vào rắc rối là những cái người không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không bước theo Đức Thánh Linh dẫn dắt họ. Những người này bây giờ bắt đầu được thăng tiến ở trong giáo hội và bây giờ trở thành lãnh đạo của Hội Thánh luôn. Amen. So how can they lead develop the Holy Spirit, the power and the guidance? Làm bây giờ làm sao mà họ có thể hướng dẫn lãnh đạo Hội Thánh của Chúa được khi mà đời sống của họ không bước theo Đức Thánh Linh, không được đầy dạy Đức Thánh Linh và để Đức Thánh Linh dẫn dắt họ đấy? Another part that is worse, not just institutionalized, but another part is people now, because they look at the king, he's a Christian, so everyone to be on the favor of the king, they want to be Christian. Nhưng mà một cái rắc rối còn hơn thế nữa đó là bây giờ đó là cơ đốc giáo trở thành quốc giáo rồi. Và bây giờ họ người dân của đế chế La Mã họ nhìn hoàng đế La Mã là Caesar đó, ông này là cơ đốc nhân. Bây giờ ai cũng muốn được lòng vua cả, ai cũng muốn là được gọi là ân sủng của vua ban Nên là họ cũng trở thành cơ đốc nhân. Để ông vua vui. Khi thấy họ tính chúa giống vua. Nên là. Chuyện đó xảy ra như vậy. So when Nhưng mà rồi khi họ bước vào trong hội thánh. Bước vào trong giáo hội thời đó. Họ cũng nhận ra được rằng. À bây giờ mình vào trong hội thánh. Mình có thể mua quyền mát chức được. Ví dụ mình thích cái chất nào thì mình trả giá cao thì mình sẽ có được cái chất đó ở trong giáo hội. So you see the corruption start to come in. Nó, nó anh chị thấy rằng là cái sự hư hỏng, sự ban hoại như vậy nó bắt đầu len lỏi đi vào trong giáo hội. Some of them may not be born again. Forget about spirit leading. They're not born again. Yet they're holding office in the church because they pay their ways. À, có những người thì thậm chí họ chưa được tái sanh luôn nhưng mà bởi vì có họ sẵn sàng chi một cái khoản tiền nó cao có giá thành ra bây giờ họ có thể mua được những chức vụ làm lãnh đạo ở trong giáo hội đó là cái rắc rối xảy ra That's all we say finally we have a church history they call the dark age. À, nên bởi đó chúng ta có cái giai đoạn gọi là trong lịch sử của giáo hội lịch sử của hội thánh có thời kỳ được gọi là thời kỳ đen tối đó. Until 500 years ago, we have the à, cho đến khoảng hơn 500 năm trước đây thì chúng ta có cái sự cải tránh hay là sự cải cách. Đó. And we have people like uh, Martin Luther, people like John Calvin and Ziegler, they come right. in to start to reform the church. À, chúng ta có những nhân vật như là Martin Luther, có những nhân vật như là John Calvin, như Ziegler, đó, ông họ là những cái người mà Chúa dùng để đem đến sự cải tránh, uh, sự thay đổi trong giáo hội. They go back to the word. Những người này họ quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. They, they realize that the word is most important, so everything is by. Faith, everything is about work, everything is about grace. Yeah. Thì ở tại đây uh, họ bắt đầu nhận ra rằng lời của Chúa cực kỳ quan trọng và họ nhận ra là tất cả mọi điều là bởi uh, đức tin, uh, mọi uh, điều là bởi ân điển của Chúa, uh, uh, nó không phải dựa vào công đức riêng của mình. Throughout the church yeah. there many people who prepared to die for the truth. Và trong suy suốt lịch sử hội thánh như vậy thì luôn luôn có những người họ sẵn sàng để họ chịu chết vì cái chân lý của Chúa. They were prepared to die for the failure, prepared not to love the life to death. Amen. And you find this thing is repeating, it's happening now. We're talking about problem outside, persecution, we're talking about uh, uh, famine, we're talking about no food, and so on. That's one side. trong uh, một phút gì chúng ta cũng thấy được rằng là à, có những cái vấn đề rắc rối xảy ra trên thế giới ngày nay ví dụ như là uh, những cái vấn đề về biến động xã hội rồi những cái uh, hạn hán uh, rồi mất mùa không có thức ăn rồi những cái khủng hoảng về kinh tế khủng hoảng về trên thế giới ngày nay nói chung rồi đồng thời chúng ta thấy nhiều khi trong các hội thánh, các giáo hội đó họ cũng có sự thay đổi về vấn đề uh, sứ điệp được rao giảng, uh, họ giảm những cái sứ điệp nó mang cái tính thỏa hiệp nhiều hơn, để không có đụng chạm đến ai, uh, giảng sao mà ai cũng hài lòng, không có ai bực mình, khó chịu hết. Amen, amen, yeah. So I've given you enough, some background about people who do not love the life. Uh, anh nói tôi cho anh chị thấy cái bối cảnh uh, sơ lược liên quan đến là trong lịch sử hội Thánh có những người họ không tiếc sự sống mình cho đến chết. Bây giờ chúng ta còn khoảng 15, 20 phút nữa trước giờ nghỉ giải lao. đó tôi sẽ uh, chia sẻ cho anh James một nhân vật. Ông này là một nhân vật uh, uh, gần gũi với chúng ta trong cái thời chúng ta đang sống. And his name is called Richard Wombrang tên ông đó là Richard Wurmbrand. W U R M B R A N D. Worm you take away the, become a U. W U R M B R A N D. Yeah, đó là gumbrand. Uh, yeah, yeah. He was born in 1909. Ông này được sinh ra vào năm 1909. He passed away in the year 2001. Ông này qua đời vào năm 2001. He was a Romanian pastor. Ông này là một vị mục sư gốc người Rumani. Yeah, from and he was born he was a Jew originally. Ông này là gốc người Do Thái nhưng mà gọi là sinh ra lớn lên như người Rumani. Yeah, both his wife was a Jewish. Thì uh, ông này và cả vợ ông đều là có gốc Do Thái cả. During World War II, they were preaching the gospel vào cái giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai đó thì cả hai đều rao giảng phúc âm của Chúa. He was born again because this man was sick. Richard was sick. Uh, thì uh, họ được tái sanh là bởi vì uh, lúc đó đó là cái ông Richard, uh, ông là bị uh, bệnh. Before he was, uh, before he became a pastor, actually he was quite well-to-do. Thì trước khi ông này trở thành là mục sư thì ông này thật ra cũng là người giàu có, có tiền, có của. Maybe because his jewish background he was quite clever but he become, uh, his drink and he, woman wine and song everything that is a modern man businessman would do. À, thì, uh, có thể là ông này vì có ông gốc do thái nên là mấy người có gốc do thái à, giống như là có cái gen di truyền đó à, thông minh họ à, là lanh lẹ nên là họ làm ăn thì nó cũng à, phát đạt và ừ, nhưng mà rồi because... mấy cái người làm ăn kinh doanh phát đạt như vậy thì cũng uh, nó có dính những cái vấn đề tiếp theo là gì uh, giống như là mình gì lì là gái gú rồi vấn đề về rượu chè uh, nó kèm theo đó. nhưng mà cho dù ông này là gốc cho thái nhưng mà ông này cũng không có thực hành những cái, uh, cái, cái 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 gọi là cái lối sống của người do thái so after that is drinking and whatever, so he becomes sick. He went to to a mountain to 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 recuperate himself. He and his wife went to the mountains. Thì bây giờ về sau này thì ông bị bệnh, à, ông bị bệnh có lẽ là do ông nhậu nhiều quá đi, nên là nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên cuối cùng là hai vợ chồng phải lên núi, à, giống như là giống như là đi đó là giống như là. Uh, dưỡng giữ sức lại đó uh, tẩm bổ giữ sức lại cho nó phục hồi lại sức khỏe so he was born again at age of 29 uh, led to salvation by other Jewish man. Uh, thì ông này được tái sanh vào năm ông 29 tuổi thì uh, một cái người do thái khác đã chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu cho ông này và ông này uh, tiếp nhận Chúa Giêsu vào năm 29 tuổi this Jewish man in the mountain he was praying to the Lord let him save a Jew <laughs> thì cái ông do thái đó ông lại ở trên núi lúc đó thì ông cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa ơi cho con giúp đỡ cho một cái ông do thái tin Chúa hay là một người do thái tin Chúa. Thành ra cái lời cầu nguyện của ông này được Chúa nhầm, có nghĩa là ông này Chúa ơi con muốn giúp cho người do thái tin Chúa, thành ra cái lời cầu nguyện nó đẹp lòng Chúa nên là Chúa dẫn cái ông bị bệnh này. nè đi lên núi rồi uh, ông kia chia sẻ phúc âm và giúp ông này tin Chúa. After he was born again, this man Richard and his wife they start to preach in bomb shelter. They preach even to Jews. Thì bây giờ uh, uh, sau khi mẹ uh, ông Richard này ông được uh, cứu rồi ông tin Chúa rồi thì ông với vợ của ông bắt đầu đi rao giảng uh, phúc âm của Chúa ở trong những cái nơi giống như là những cái uh, Uh, khu uh, tái định cư hay uh, uh, là những cái nơi mà nó gọi uh, là những cái trại, trại uh, mà của những người do thái ở đó uh, uh, để rồi ông chia sẻ phúc âm cho những người đó. Thì Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc uh, thì uh, uh, điều đã xảy ra đó là Uh, Romania là ở dưới cái sự cai trị của uh, uh, xã hội chủ nghĩa, uh, cai trị cho đất nước và thời đó gọi là những đất nước Đông Âu, quý mình chứ And he was invited and as a pastor he was invited to what you call a conference organized by the party and the conference for them to to sort of uh, support the party. Uh, thì thế là uh, ông này là mục sư thì ông cũng được mời đến tham dự một cái hội nghị. Uh, và trong cái hội nghị đó là uh, mời gọi ông này phải ủng hộ đảng phái uh, cái đảng cai trị ở tại Romania lúc đó. He was not prepared to do that. Nhưng mà ông này không chịu làm chuyện đó. And later on he was uh, marked man and later on he was captured and he and his wife went to prison. Uh, nên là ông chỉ không chịu ủng hộ nên là bởi vì cái đó ông vô sổ bị đen, ông vô sổ bị đen rồi về sau ông bị bắt bắt bỏ vô tù. Huh? So he spent about 14 years in the prison thế là ông này trải qua cái cảnh là 14 năm ở trong tù. The wife spent three years in the prison. Còn người vợ thì phải trải qua 3 năm ở trong tù. You know, when you go to prison, the worst part is what solitary confinement. À, thì anh chị em, uh... what does it, mean? it means you spend yourself alone in the cell. Yeah. Thì uh, anh chị em đi vô tù đó, thì cái điều khủng khiếp là gì? Anh chị em biết không? Bị Bi biệt giam. Bị biệt giam so nó spend... là ở, ở trong đó có một mình thôi lúc nào xung quanh cũng tối om hết đó. He spent three years in an underground cell about 30 feet below uh, the street. Ừ. Có nghĩa là họ bị uh, cái ông này ông bị biệt giam ba năm rồng rã nha, không thấy mặt trời đó mà ở trong một cái cái buồng giam nó giống như là một cái cái một cái cái cái, cái 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 đường hầm nhỏ đó mà nó nằm ở bên dưới lòng đất à, tối om và ba năm như vậy không thấy mặt trời mọi thứ xung quanh là tối om như vậy trong suốt ba năm không đi đâu cả không The đi đi The defeat about three story, not up but down. Ờ, <laughs> à, có nghĩa là ông này là bị biệt giam ở dưới tầng hầm, tầng thứ ba đó. À, không phải là tầng thứ ba mà ở trên đâu, mà tầng thứ ba dưới lòng đất đó. He went to prison because he stood for Christ. Ông này vô tù là bởi vì cơ ông đứng về phía Đức Christ. There were other there were other religion, but those who denounce Christ, they will be alive. But those who, 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 support Christ and say Jesus Christ is Lord, they will all get imprisonment. Thì cũng có cơ đốc dân khác vào thời đó. Uh, mấy cơ đốc dân nào hay là những người tin Chúa nào mà bây giờ uh, chối Chúa hay là uh, không còn đi theo Chúa nữa thì những người đó được tự do. Còn những cái người nào mà vẫn còn giữ đức tin của mình nơi Chúa vẫn còn công nhận là công bố rằng Chúa Giêsu là Chúa là chủ là vua là mấy người đó là bị bỏ thì bắt bỏ vô tù. So Rồi no 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 uh, thì uh, ông này bị bắt uh, ở trong tù suốt 14 năm nhưng mà có 3 năm liên tục là bị biệt giam lúc đó uh, vì uh, giam ở cái tầng hầm thứ ba dưới lòng đất và trong suốt 3 năm ròng rã như vậy thì không có ánh sáng dù là ánh sáng đèn điện, ánh sáng mặt trời gì cũng không có, rồi uh, không có liên lạc gì với bên ngoài được cả, uh, chỉ ở một chỗ thôi, đó không có giao thiệp, không có nói chuyện gì với ai cả, suốt uh, 3 năm. I believe he maintained his sanity by he maintained by given wisdom from God. He sleep during the day but wake up at night. À, thì tôi tính rằng là cái một cái cách mà giúp ông giữ cái sự tỉnh táo ở trong tâm trí của ông đó là uh, nhờ ơn của Chúa đó là ông cố gắng đó là ban ngày thì ông ngủ nhưng mà ban đêm là ông thức and what did he do in the night when he when he wake when he wake up at night he start to compose sermons à, thì cái điều gì giúp cho ông uh, gọi là giữ cái sự tỉnh táo là, đó là nhờ lúc ban đêm lúc ông thức ông làm gì đây Ông bắt đầu soạn ra những cái bài giảng. So bài many sermons. <laughs> và ông đã soạn ra rất là nhiều bài giảng uh, lúc mà ông thức như vậy uh, trong cái cái buồng biệt giam đó. And he has got his special mind, he was able to remember more than 350 of them on this sermon that he prepared in the night. How many? 350. Yeah. và ông có một cái uh, Trí là rất là lạ luôn mà Chúa ban cho ông, có nghĩa là ông nhớ được hơn 350 bài giảng mà ông đã soạn lúc ông thức vào ban đêm như vậy. Và ông soạn then, xong, chỉ là soạn trong đầu thôi đó nha, nhưng mà vẫn nhớ được hơn 350 bài giảng. And of this sermon, it in a book he's Và một số cái bài giảng của ông là đã được uh, uh, viết thành sách đó, uh, sau khi ông ra khỏi tù đó, viết thành sách. This book was written in the year 1969. Thì, cái cuốn sách đó là viết được uh, xuất bản vào năm uh, 1969. He yeah, he he the title with God in the solitary confinement. Ờ uh, thì uh, ông sách uh, ông uh, soạn cái cuốn sách đó được gọi là Đức Chúa Trời ở trong uh, tù biệt giam á, uh, ở trong cái phòng biệt giam. Yeah and then in the same book I was told that he have some communication with other prisoner uh, using what we call, I don't know, you know this, called Morse code. Thì, uh, yeah, thì uh, cũng có một cách khác, uh, dù là trong tù biệt giam, trong tù như vậy, nhưng mà ông vẫn tìm cách để liên lạc với những tù nhân khác để nói chuyện, để chia sẻ phúc âm của Chúa cho những tù nhân khác bằng cách là ông uh, dùng cái uh, uh, tín hiệu là uh, gõ mọt đó. Uh, tôi không biết anh chị có biết không là gõ tín hiệu đó tít tít te te gì đó đó đại khái như vậy đó là gõ để làm dấu để truyền cái thông điệp đó. Amen. So the other prisoner maybe next door. So what he do? He do Moscow, uh, and to keep them, he was that as ministry writing the sermon in the night and keeping other people with some encouraging word. Thì đó là ông liên lạc với những cái tù nhân ở cái cái buồng giam kế bên đó bằng cách là ông gõ vô cái cánh cửa hay là gõ vô bức tường nó gõ để ra dấu ra hiệu đó để truyền tải thông điệp chia sẻ phúc âm rồi cũng khích lệ tinh thần của những cái người ở những cái buồng giam được và cái thông điệp đó được lan rộng nghĩa là từ cái buồng giam này để truyền qua buồng giam khác Amen. And then they managed to escape prison because somebody was prepared to pay a ransom for he and his wife. Thì cuối cùng thì họ cũng ra khỏi được tù được là bởi vì có người trả tiền chuộc, có nghĩa là họ sẵn sàng trả một cái khoản tiền chuộc rất là lớn để cho cả ông lẫn vợ của ông được chuộc ra khỏi nhà tù. So apparently the the government thinks it's better to pay uh, what call uh, receive the ransom rather than keep the prisoner. À, thì cuối cùng uh, chính quyền uh, Romani lúc đó cũng quyết định là thôi bây giờ đó thả cái ông này ra cho rồi để có cái khoản tiền đó dù sao cũng uh, đỡ hơn là cái giữ cái ông này làm tù dân hoài không biết giữ tới khi nào they didn't die in the imprisonment even they were tortured and they were suffering cho giàu là ở trong tù như vậy thì ông này cũng bị uh, bị nhục hình đó rồi bị uh, làm cho đau đớn nhưng mà họ không có chết ở trong tù. So after the release, they went to uh, minister in Norway and in England. Thì sau khi họ ra khỏi tù thì họ bắt đầu được uh, bảo lãnh đó, để đi uh, đi qua Na Uy nè, đi qua bên uh, ở uh, Norway and uh, England Asia, và qua Vương quốc, quốc Anh để họ rao giảng Phúc âm của Chúa ở tại những đất nước đó. Later on, they to USA. Rồi sau đó thì họ là những người nhập cư được vào uh, sinh sống ở tại Hoa Kỳ. Và so rồi uh, khi mà đến tại Hoa Kỳ rồi thì ông Richard đã uh, sáng lập lên một cái tổ chức uh, chức vụ The name of the voice of the martyrs. Thì cái tên chức vụ đó là tiếng nói của những người tuần đạo. Yeah, some of you may know the voice of martyrs is founded in USA in the year 1967. Thì một số người cho anh chị em có thể biết đó là cái tổ chức tiếng nói của những người tuần đạo á là họ được thành lập vào năm 1967 ở bên Hoa Kỳ. And the name, original name for this uh, VOM is Jesus to the communist world. Uh, thì uh, cái cái tên ban đầu của cái tổ chức đó đó thì họ đặt tên cái chức vụ của họ là uh, Chúa Giêsu cho thế giới uh, cộng sản uh, Today this ministry is still around. It's worth about 50 million US. Uh, fi, 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 50. Five zero, fifty uh, million US. ờ uh, uh, thì uh, uh, ngày nay á uh, thì chức vụ này vẫn còn và cái ngân sách của họ thì khoảng năm mươi triệu đô So this ministry is providing practical aid as well as preacher assistant to persecuted Christian in the world. Uh, thì họ là cái chức vụ này là họ giúp đỡ rất là nhiều cho những cái nơi mà cơ đốc giáo bị bắt bớ, bị bắt hại ở những cái vùng đất và họ đối diện với lại cái sự bắt bớ. In fact, the number of country they serve is 68 countries in the world. Uh, những cái quốc gia mà chức vụ này hướng đến đó giúp đỡ đó là khoảng 68 quốc gia trên khắp thế giới này. So I, I've given you a brief account of this man and his wife. Đó cho anh chị em một cái phần gọi là tóm lược lại cuộc đời của cái uh, người đàn ông này cùng với vợ của ông. How they were like you and me, people in the world who become Christian and after they become a Christian, they start to serve the Lord in such a powerful way under very adverse circumstances. À, thẳng, anh chị thấy là họ cũng là người rất là bình thường giống như anh chị và tôi thôi, nhưng mà khi mà họ họ tin Chúa và Chúa có thể dùng đời sống của họ để hầu vì Chúa đặc, đặc, biệt là ngay cả khi mà họ trong những cái hoàn cảnh rất là ngặt nghèo như vậy nhưng mà họ vẫn có thể hầu vì Chúa được thì đó they were ordinary people đối like đối you theo. and me yeah, they were just ordinary people like you and me họ cũng là người bình thường như anh chị và tôi thôi they learned how to how can they endure to suffering and great persecution họ học để chịu đựng ở trong cái cảnh mà chịu khổ rồi họ chịu cảnh bắt bớ tù đầy như vậy. And how God, how God used them for His glory. Thế nào Chúa hay dùng đời sống của họ cho vinh quang của Ngài? Amen. 68 country they are serving now. Gần như 68 quốc gia mà bây giờ họ giúp đỡ họ giúp đỡ cộng đồng con dân Chúa bị bắt bớ ở những quốc gia đó. According to God's plan, they don't have to die. Uh, à, uh, theo như Uh, they, they don't have uh, như kế hoạch của Đức Chúa Trời uh, bởi cái đó nên là vợ chồng của ông bà mục sư này không có không phải chết trong cảnh tù đây. Amen. In fact, the wife uh, later on after the break I will talk about a bit of the wife and what they do. Uh, thật ra là sau giờ nghỉ giải lao lúc mà quay lại tôi sẽ nói thêm cho anh chị em về người vợ cũng như là những gì mà họ đã làm. Yeah, man. Because it's so important for us to catch uh, the spirit they are moving in. À, người rất là quan trọng để chúng ta phải tiếp thu được lãnh hội được cái khí phách của họ, cái, cái tinh thần của họ mà họ sống bởi cái khí phách tinh thần đó. You know Caleb in the Bible in book of Joshua and even in Numbers he has he has a different spirit. Anh chị biết là trong sách về dân số ký uh, nói về Joshua và Caleb những người này có cái khí phách, có cái tinh thần rất là khác so với những thánh tử còn lại. So I hope we can catch the spirit that is in Joshua and Caleb and also in this man, Richard Wilburum and his wife called Sabina. Uh, nói tôi muốn anh chị em á, là phải, lãnh hội được, tiếp thu được cái khí phách tinh thần giống như là Joshua, giống như là Caleb, giống như là ông uh, uh, Richard và người vợ của ông tên là Sabina. Amen. So this is, and there are modern people compared to Joshua and Caleb. Amen. Anh chúng ta cũng hiểu được là, là còn nhiều người nhiều người hơn nữa chứ không chỉ có Joshua và Caleb thôi. Nhiều người có những cái khí phách cái tinh thần đức tin mà mình có thể học được nữa họ. We can catch what is inside them. This is by catching. Hallelujah. Ở cái này là mình phải gọi là lãnh hội mình cần phải gọi là tiếp thu và trong đời sống của mình bởi đức tin đó. And I believe the Lord is slowly now releasing what is inside them to into into each one of us as I speak. Tôi tin rằng là đang khi tôi chia sẻ với cái phần này cho anh chị em Chúa từng bước từng bước Ngày khai phóng cái, khí phách của những con người này Vào trong đời sống của anh chị em và tôi Amen Amen He, he can to Richard he can, he can also give it to us à, những cái gì mà Chúa đã ban cho ông Richard này, Ông Chúa cũng có thể ban cho chúng ta được Amen No different Amen. You and I your precious blood à, ờ, những người này cũng đâu có khác gì chúng ta đâu họ cũng là người, người gọi là người bằng xương bằng thịt giống như chúng ta cũng có cũng có máu rồi, chứ đâu phải là uh, gọi là gì siêu nhiên rồi không cần có máu It's a lot doing. nên nhưng mà vấn đề là công việc của Chúa hành động qua những đời sống của tất cả chúng ta By the fact that we are sitting here today to talk about Richard and Caleb and so on, it's the Lord doing something new in our hearts today đó khi mà chúng ta ngồi đây chúng ta nghe những, những nhân vật như là Joshua, như Caleb, như ông Richard à, Khi chúng ta tiếp thu những điều này Chúa cũng đang hành động Ngài đang làm những điều tươi mới trong tâm lòng chúng ta Khi chúng ta nghe những điều này Man, Caleb was 85, Richard was maybe start with 29 Ông Caleb là uh, năm 85 tuổi là ông chiếm lấy cái vùng đồi núi Và Chúa ban cho ông Có thể ông Richard là năm 29 tuổi là tin chúa rồi Nghĩa là không phân biệt tuổi tác even Sabina, I mean, I don't know much about her, but the, later we tried to what she encouraged her husband to take a stand for the Lord. Uh, ngay cả bây giờ vợ của ông Richard là tên là Sabina đó chúng ta cũng không có biết quá nhiều thông tin về bà nhưng mà rõ ràng bà cũng là người vợ bên cạnh chồng mình khích lệ chồng mình phải đứng vững cho Chúa chứ đừng có bỏ cuộc. The reason sometimes we need to cut the soul tie because sometimes our spouse can affect our life and affect our ministry một những lý do nhiều khi chúng ta phải chặt đứt đi những cái ràng buộc những cái gọi là những cái gian díu về phương diện tâm hồn đó là bởi vì nhiều khi là những cái người thân yêu xung quanh chúng ta là họ cứ uh, làm cho chúng ta bị vướng mắc không có thể nào tiến bước uh, theo sự kêu gọi của Chúa cho đời sống chúng ta uh, đó là cái đó là cái vấn đề là ràng buộc đó. In the same way, your spouse can encourage you to move on nhưng mà chứ một phương diện khác thì vẫn có những người phối ngẫu người vợ người chồng mình khích lệ mình đôn đốc tinh thần của mình tiến lên để phục vụ Chúa hey Amen you understand because you but you already married at the time we can do but for example before you get married please ask the Lord to give you the perfect spouse đó là liên quan đến những người mà đã có gia đình rồi đó còn bây giờ những người mà chưa có gia đình đó, thì làm ơn lúc trước khi mình lập gia đình mình phải cầu hỏi Chúa để rồi Chúa cho mình cái người chồng người vợ nào là còn là lý tưởng của Chúa ban cho mình chứ đừng có tìm cái mẫu hình lý tưởng mà của Bắc mình. anh Thịnh dung nếu anh chị em là ông job mà đã gặp biết bao tai ương rồi mà gặp bà vợ số bảy nữa rồi nói xuống được là rủa xả Chúa chích quách đi cho rồi khổ biết bao nhiêu rồi còn gặp bà vợ như vậy nữa ông tạ ơn Chúa vì ông dốt lúc đó ông dốt không có chịu nghe lời vợ là là tin mừng đó tốt amen 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 and what Deborah Deborah of the Bible she she was a strong woman praise God cảm ơn Chúa trong kinh thánh cũng có người nữ tên là Deborah mà cũng mạnh mẽ cho Chúa amen she was a prophetess and she was also a wife ở đây cũng là một nữ tiên tri và cũng là một người vợ nữa trong nhà là vợ How did was how how did she manage to do her ministry because she has cut the tie with the husband the husband cannot tell what to do làm sao bà thi hành chức vụ được à, làm sao để bà có thể làm nữ tiên tri được là bởi vì bà cũng chắc đi cái ràng buộc với lại chồng bà không có để chồng bà điều khiển à, nghĩa là chồng bà không có được can thiệp vô cái chuyện bà làm cái gì à, hầu như chúa đã làm sao đó the many potential Deborah because the they have to submit to the husband in the wrong way. <laughs> Therefore, they cannot có, be Deborah, like Deborah of the Bible. Có nhiều người đó có tiềm năng làm Deborah trong kinh thánh, nhưng mà cuối cùng không có làm Deborah được. Là bởi vì có là là thuận phục chồng nhưng mà theo một cách sai chật có nghĩa là chồng số dạy cũng nghe theo ờ, thành ra cuối cùng là không làm Deborah được mà bị chồng ban ra Amen. Amen. Let's stop at Deborah. Hallelujah. Rồi, bây giờ mình phải dừng lại không tiếp tục nói về Deborah nữa. Amen. I, amen. Let's go, let's pray and have a short break and we come back again. Rồi, yeah. bây giờ mình phải cầu nguyện thôi và sau đó mình uh, nghỉ giới lao và sau đó mình quay trở lại. Father, we thank you, Lord, for opening up your word so clearly to us today. Đấy, là Chúa con cảm ơn Chúa bởi vì uh, Chúa gây phán cho con một cách rất là rõ ràng ngày hôm nay. Lord, continue to ex expand what you taught us today. Lạy Chúa xin sẽ tiếp tục mở rộng ra Làm rõ ra những gì mà Chúa đang muốn dạy dỗ cho con trong ngày hôm nay Enlarge our heart, oh God Chúa mở rộng tấm lòng chúng con ra, thưa Chúa To receive more from you à, Để nhận lãnh nhiều hơn nữa từ đây ngày, thưa Chúa Now, Lord, with an enlarged heart, we can do mighty works for you À, lạy Chúa để rồi khi Chúa mở rộng tấm lòng chúng con ra hơn nữa thì chúng con có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho Chúa thưa ngày. I do in the, I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Con nguyện điều này nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Yeah. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ chúng ta sẽ nghỉ với lao và chúng ta sẽ quay trở lại lúc 3 giờ 40. We come back at 3:40. Okay, so Yeah. See, you see you later. Giờ, hẹn gặp yeah. lại. Quý chị lúc 3 giờ 40. Come back because there will be more. Hallelujah. <laughs> quý vị nhớ quay trở lại nha. Còn nhiều hơn thế nữa nên quý ông bà chị em cần phải quay trở lại.